Hỏi AI nổi tiếng nhất hiện nay, cách pha mì gói đúng cách. Đầu tiên, đọc hướng dẫn và chuẩn bị những thiết bị cần thiết bao gồm chén, dao, bình nước sôi. Và tôi đã chuẩn bị một gói mì thương hiệu quốc dân, một cái tô, một con dao và một bình nước sôi. Tiếp theo, đổ mì gói vào chén và xôi nhỏ các nhánh mì gói. Ok, thì tôi sẽ đổ mì vào tô. Để pha nước, hãy đổ nước sôi vào bình và đợi cho đến khi nước sôi sôi lại. Đổ nước sôi vào tô mì. No, no, no. Cách đúng là đổ nước sôi vào một bình chứa khác và chờ đến khi nước nó sôi lại và đổ vào tô mì. Ok, sôi rồi. Để pha gia vị, bạn có thể dùng dao để rửa các loại gia vị. Tiếp theo, để pha gia vị. Để pha gói gia vị. Để pha gói gia vị, chúng ta có thể dùng dao. Dùng dao để pha gia vị. Tôi cũng không biết là dùng dao để pha gia vị như thế nào. Nhưng có lẽ là chúng ta sẽ khuấy nó lên. Và đây là cách nấu mì đúng cách. Chúc mọi người thành công.